Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 5 trang 39 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở câu hỏi số 5, khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác không thì sao? À, bình thường ở đây chúng ta chỉ có quy tắc đó là khi nhân cả hai vế này, đúng không? Với một số âm và một số dương thì bất đẳng thức của chúng ta sẽ nhân với số dương thì bất đẳng thức cùng chiều, đúng không? Khi nhân với một số bất đẳng với một số âm thì bất đẳng thức là ngược chiều với bất đẳng thức đã cho. Nhưng mà chúng ta chưa có quy tắc chia. Ở đây các em để ý một tí này. Chúng ta đã biết được đó là A mà chia cho C thì cũng chính bằng A nhân với 1 trên C. Vậy thì khi chia cho một số, tức là chúng ta sẽ nhân với nghịch đảo của số đó. Ở đây thì có sẽ có hai điều kiện xảy ra nhá. Ở đây cô cho bất đẳng thức của chúng ta là A nhỏ hơn B. Rồi, trường hợp đầu tiên, trường hợp 1, nếu như mà cái số C của chúng ta ở đây là số dương, thì lúc này A chia C thì cũng sẽ chính bằng A nhân 1 trên C. B chia C thì cũng chính bằng B nhân 1 trên C. Ở đây là dấu nhân, đúng chưa các em? Rồi, nếu như mà C lớn hơn 0, mà bây giờ chúng ta có A nhỏ hơn B. Vì C mà lớn hơn 0 rồi, nên ở đây 1 trên C cũng sẽ lớn hơn 0, đúng không các em? A nhỏ hơn B thì lúc này các em sẽ suy ra được A chia C thì cũng sẽ nhỏ hơn B. B chia C, đúng không? Bởi vì là ở đây A mà nhỏ hơn B thì suy ra A mà nhân với 1 trên C thì cũng sẽ nhỏ hơn B nhân với 1 trên C. Mà A nhân 1 trên C thì cũng chính bằng A chia C nhỏ hơn B chia C. Rồi, tương tự như vậy, trường hợp 2, nếu như mà C ở đây của cô mà nhỏ hơn 0 thì lúc này là A chia C thì cũng chính bằng A nhân 1 trên C. B chia C thì cũng chính bằng B nhân 1 trên C. Tuy nhiên 1 trên C ở đây của chúng ta là nhỏ hơn 0. Mà chúng ta lại có, đó chính là A mà nhỏ hơn B. Thì lúc này các em cũng suy ra đó chính là A nhân 1 trên C sẽ lớn hơn B nhân 1 trên C. Vì C của chúng ta, 1 trên C của chúng ta đây là âm. Nên từ đây các em cũng sẽ suy ra được đó chính là A chia C sẽ lớn hơn B chia C. Và đến đây thì các em sẽ kết luận được đó chính là khi chia bất đẳng thức cho một số nào lớn hơn 0 thì bất đẳng thức vẫn cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Và khi chia bất đẳng thức cho một số bé hơn 0 thì bất đẳng thức mới thì sẽ ngược chiều với lại bất đẳng thức đã cho. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 5 trang 39 sách giáo khoa toán 8 tập 2.